Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với video ngày hôm nay. Thì trong video này chúng ta sẽ cùng nhau xem xét những cái diễn biến mới nhất trên cái chart đồ thị của ba đồng coin. Thứ nhất là Bitcoin, thứ hai là ETH và cuối cùng là một cái đồng coin mà đang được rất là nhiều bạn chú ý, đó chính là cái đồng XRP bởi một cái sự tăng trưởng rất là mạnh mẽ của mình. Thì liệu XRP sẽ có thể tiếp tục tăng trưởng nữa hay không? Thì chúng ta sẽ cùng nhau xem đến hết video để có thể có được cái thông tin này. Thì trước khi vào cái nội dung chính của video, để với những cái bạn nào mà đang giao dịch margin thì các bạn có thể tham khảo cái nhóm Telegram trên kênh của chúng ta. Thì mình có một cái nhóm Telegram chuyên sâu về tín hiệu cũng như là về phân tích kỹ thuật. Thì các bạn nếu như các bạn cần cái sự hỗ trợ thì các bạn có thể để lại thông tin ở cái phần form đăng ký ở bên dưới và sau đó thì mình sẽ add các bạn vào trong cái nhóm này. Và nếu như các bạn đang giao dịch trên sàn giao dịch Binance hoặc là các bạn chưa có tài khoản Binance thì các bạn có thể đăng ký tài khoản bằng cái đường link ở bên dưới để mà nhận được cái mức ưu đãi lên đến 10% giảm phí giao dịch. Và đây là ưu đãi trọn đời. Đây là một cái ưu đãi dành riêng cho những cái member của kênh Anh Review Capital. Và nếu như các bạn là những người đang giao dịch với cả cái khối lượng lớn thì các bạn có thể liên hệ với các admin để có được những cái ưu đãi tốt hơn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với cả cái chủ đề chính trong cái video ngày hôm nay. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ đến với cái phân tích chart của đồng Bitcoin. Thì ở trong cái video này thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái chỉ báo rất là thú vị mà mình đã có tham khảo được từ một cái tài liệu ở nước ngoài, và mình thấy rằng là đây là một cái thông tin rất là hay và mình muốn chia sẻ cái thông tin này cho mọi người. Thì cái công cụ này là một công cụ có cái tác dụng rất là tốt trong cái việc là dự đoán đỉnh của thị trường và xác định được cái thời điểm giá điều chỉnh sau khi mà đạt đỉnh. Thì cái tên gọi của công cụ này nó có tên là P-Cycle. Các bạn có thể tìm thấy khi mà search trên cái thanh công cụ chỉ báo nằm ở ngay trên cái phần đầu. Thì đây là cái công cụ mà chúng ta sẽ sử dụng hai cái đường MA, đó là MA350 và MA111 để mà xác định được cái xu hướng trong dài hạn. Đặc biệt là cái tín hiệu giao cắt của hai cái đường MA này thường có độ chính xác rất là cao trong cái việc dự báo cái thời điểm mà thị trường chuẩn bị đảo chiều. Thì chúng ta sẽ cùng nhìn lại trong quá khứ những cái lần mà hai cái đường MA này cắt nhau thì điều gì đã xảy ra. Các bạn có thể thấy là gần đây nhất thì cái đồ thị P-Cycle có cái tín hiệu cắt nhau ngay tại cái thời điểm mà Bitcoin đạt đỉnh vào thời điểm tháng 12 năm 2017. Và sau khi mà cái đường màu cam cắt lên trên đồ thị đường màu xanh thì thị trường ngay lập tức là đảo chiều giảm rất là mạnh. Cái tín hiệu tương tự thì cũng diễn ra khi Bitcoin mà xác nhận cái mức đỉnh cao nhất tại cái khu vực 1.130 đô vào cái thời điểm tháng 12 năm 2013. Thì đồ thị của Bitcoin đã đảo chiều giảm giá một cách đột ngột ngay sau đó khi mà đồ thị của cái chỉ báo P-Cycle này diễn ra cái sự giao cắt. Và cái điều đáng nói là ở cái thời điểm hiện tại thì cái trên cái chỉ báo P-Cycle thì hai cái đường đồ thị này đang tiếp xúc rất là sát nhau và cái tín hiệu giao cắt có thể là sẽ sớm diễn ra trong cái thời gian tới. Nếu như mà cái chỉ số này nó vẫn đi đúng theo cái lý thuyết những cái gì diễn ra trong quá khứ thì chúng ta có thể phải chuẩn bị cho một cái cú điều chỉnh, hoặc trong thời gian tới Bitcoin sẽ có một cái mức giá đỉnh và sau đó sẽ có thể là giảm điều chỉnh rất là mạnh mẽ. Thì các bạn sẽ cần phải chú ý và quan tâm tới cái điều này. Như vậy thì về lý thuyết thì giá Bitcoin sẽ còn có thể là có một cái nhịp bật tăng lên nữa trước khi có một cái sự đảo chiều mạnh sẽ có thể xảy ra. Đó là trên những cái gì mà cái chỉ báo P-Cycle đang nói cho chúng ta thấy và mình nghĩ rằng chúng ta cũng nên lưu tâm tới cái vấn đề này. Tiếp tục với những cái tín hiệu trên cái khung thời gian ngắn hơn thì ở trên khung D1 ấy, thì các bạn có thể thấy là cái giải băng Bollinger Band đang có cái xu hướng là thu hẹp và đi vào cái trạng thái nút thắt cổ chai. Thì đây là một cái tín hiệu rất là tốt, thể hiện là khả năng mà thị trường sẽ chuẩn bị có một cái uptrend trong cái thời gian tới. Thông thường thì theo cái lý thuyết của mô hình này ấy, thì cái việc giải băng Bollinger Band bị thu hẹp khoảng cách giữa hai biên sẽ thể hiện là thị trường đang ở trong một cái giai đoạn là tích lũy. Và sau cái giai đoạn này thì thị trường sẽ có một cái biến động rất là mạnh với những cái điểm entry rất là tốt sẽ bắt đầu xuất hiện. Thì trong cái đợt thu hẹp hồi tháng 12 thì đồ thị giá của Bitcoin đã có một cái đà bật rất là mạnh ngay sau đó khi mà test lại cái đường hỗ trợ phía dưới của giải băng. Và với cái sóng tăng giá này thì thị trường đã tăng trưởng liên tục với cái tỷ lệ lên tới 130% và tiến thẳng đến xác nhận cái mức đỉnh cao nhất tại cái khu vực là 42.000 đô mà không trải qua bất cứ một cái điều chỉnh nào quá rõ ràng cả. Thì tiếp tục với cả cái thời điểm tháng 2 năm 2021 ấy, thì đồ thị của chỉ báo Bollinger Band cũng có cái xu hướng thu hẹp lại ngay sau khi mà đồ thị Bitcoin cắt xuống dưới đường trung bình của giải băng. Và ở thời điểm đó thì chúng ta có một cái đợt điều chỉnh giảm khá là mạnh lên tới cái mức là 30%. Tuy nhiên thì sau khi test lại cái đường biên dưới của giải băng Bollinger Band thì đồ thị giá của Bitcoin đã có một cái đà bật lên rất là tốt. Và sau khi thoát ra khỏi cái khu vực thu hẹp ấy, thì thị trường vẫn tiếp tục cái xu hướng tăng giá
và xác nhận cái mức đỉnh tại cái khu vực là 58.000 đô. Như vậy thì cái việc mà chỉ báo Bollinger Band thu hẹp cái khoảng cách giữa hai biên ấy chỉ là cái biểu hiện của cái giai đoạn thị trường đang tích lũy trước khi mà bước vào một cái đợt bùng nổ mạnh mẽ hơn. Và với những cái diễn biến ở trên thị trường như hiện thời điểm hiện tại thì các bạn có thể thấy là đồ thị giá của Bitcoin đã gần như là kết thúc cái quá trình test lại cái khu vực hỗ trợ tại cái biên bên dưới của Bollinger Band, và đồ thị giá thì đang có cái xu hướng là dốc lên và hướng lên cái biên bên trên của dải băng. Cụ thể hơn thì với những cái diễn biến của Bitcoin trong những cái ngày cuối tuần vừa rồi thì cái đồ thị giá của Bitcoin đã có cái tín hiệu phá vỡ cái đường trendline kháng cự phía trên của mô hình tam giác cân hình thành từ một tháng trở lại đây, và cái thanh nến ngày chủ nhật ấy thì các bạn có thể thấy là đang có cái dấu hiệu là retest lại cái đường kháng cự cũ của Bitcoin, nhưng mà cái kết quả đó chính là vẫn là đi lên. Và với cái tín hiệu phá vỡ như thế này ấy, thì chúng ta đang có nhiều cái tín hiệu tích cực cho thấy là chúng ta sẽ có thể có một cái đợt là tăng trưởng trên thị trường. Ngoài ra thì những cái chỉ báo ví dụ như RSI hay là MACD thì cũng đang ủng hộ cho cái tín hiệu tăng trên thị trường. Và cái chỉ báo RSI thì đã bật lên từ cái mức 50 và đang di chuyển theo cái xu hướng là dốc lên. Cái tín hiệu giao cắt diễn ra trên cái đồ thị của chỉ báo MACD cũng là cái điều mà mình đang tương đối là chú ý. Thì cái việc đường MACD cắt lên trên cái đường tín hiệu thì nó sẽ báo hiệu cho chúng ta thấy là thị trường sẽ chuẩn bị có một cái nhịp tăng. Nói chung lại thì ở trên khung daily và ở trên khung trung hạn thì đều đang ủng hộ cho Bitcoin sẽ còn một cái nhịp tăng nữa. Tuy nhiên thì mình nghĩ rằng là những cái tín hiệu giao cắt của cái chỉ báo P-Cycle ấy cũng là một cái điều mà các bạn cần phải rất là chú ý và chúng ta không nên quá chủ quan. Bởi vì mình thấy là hiện tại cái sự FOMO của thị trường nó đang rất là lớn. Và theo cái kinh nghiệm của mình trong rất là nhiều năm trade Bitcoin ấy, thì Bitcoin sẽ có một cái nhịp điều chỉnh mạnh khi mà tất cả mọi người đều nghĩ rằng là Bitcoin sẽ có thể là sẽ tiếp tục đi lên. Thì khi đó là cái lúc mà thị trường nó sẽ có một cái đợt điều chỉnh rất là mạnh, thì các bạn cũng không được chủ quan trong cái thời gian tới. Kể cả Bitcoin mà có tăng lên tiếp thì các bạn cũng sẽ cần phải có những cái kế hoạch nó phù hợp, tránh cái trường hợp mà khi mà đảo chiều thì các bạn sẽ không kịp thời xoay sở, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang những cái tín hiệu ở trên chart đồ thị của đồng ETH. Thì ở trên đồ thị của ETH trên khung weekly ấy, thì chúng ta đang có khá là nhiều cái tín hiệu là ủng hộ cho cái xu hướng tăng của đồng coin này trong dài hạn. Như chúng ta đều biết thì trong cái tuần cuối cùng của tháng 3 vừa rồi ấy, thì đồ thị giá của ETH đã thành công trong cái việc phá qua cái mức kháng cự tại cái khu vực đỉnh cũ ở ngưỡng là 2.000 đô. Sau khi mà phá qua cái mức đỉnh này ấy, thì ETH đã có một cái nhịp điều chỉnh trong tuần trước để mà retest lại cái vùng hỗ trợ. Và các bạn có thể thấy là cái cây nến trước đã được đỡ rất là tốt tại cái mức giá là 2.000 đô. Và nến có cái pha rút dâu và bật tăng lên từ cái mức giá này. Với cái cấu trúc nến như thế này thì đồ thị giá của ETH đang cho thấy là cái xu hướng uptrend trên thị trường và đang được hỗ trợ rất là tốt bởi cái vùng hỗ trợ là từ 1950 cho tới cái vùng 2.000 đô. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thêm một số những cái tín hiệu cho thấy là cái xu hướng tăng của ETH đang được ủng hộ. Thứ nhất là đến từ cái chỉ báo Stock RSI, thì cái tín hiệu buy vừa mới được hình thành khi mà hai cái đường đồ thị diễn ra cái sự giao cắt và cũng đã rời khỏi cái khu là quá bán. Tín hiệu này cho thấy là ETH vẫn còn cái lực tăng và có thể cái mức giá cao nhất của ETH nó sẽ không chỉ dừng lại ở cái mức là 2.100 đô như ở cái thời điểm hiện tại. Tương tự ở trên khung D1 thì đồ thị giá của ETH vẫn đang có những cái tín hiệu tương đối là ổn. Sau khi mà xác nhận cái mức đỉnh tại vùng giá là 2.100 thì đồ thị giá của ETH đã có một cái đợt điều chỉnh nhẹ để mà test lại cái đường hỗ trợ tại cái khu vực là 1.900 đô. Và kết thúc cái tín hiệu retest thì giá đã bật tăng với cái thanh nến xanh với cái thân nến rất là dày. Và với cái đà bật tăng lên từ cái khu vực hỗ trợ cứng ấy, thì cái thanh nến tăng hôm thứ Bảy vừa rồi đã vượt qua được cái mức đỉnh cũ và chạm đến cái mức cao nhất tại khu vực là 2.200. Tuy nhiên thì cái lực tăng này chưa đủ mạnh để mà ETH có thể đóng nến tại cái mức giá này. Giá sau khi chạm đến cái khu vực 2.200 thì đã có một cái pha rút dâu về cái vùng đỉnh cũ là vùng 2.100. Và một lần nữa thì xác nhận cái mức kháng cự cứng tại cái khu vực này. Trong vài ngày tới thì chúng ta sẽ kỳ vọng là ETH có thể vượt được qua cái ngưỡng 2.100 và có thể là xác nhận một cái mức đỉnh mới. Thì dựa vào cái mô hình tam giác tăng mà ETH đã phá vỡ trước đó thì cái mức target theo lý thuyết mà mình đang kỳ vọng nó sẽ nằm ở cái khu vực là tầm khoảng 2.400. Và hiện tại thì những cái chỉ báo ví dụ như là MACD hay là RSI thì cũng đang ủng hộ cho cái xu hướng tăng này của ETH. Ok, và cuối cùng thì mình sẽ cập nhật cho các bạn những cái tín hiệu ở trên chart đồ thị của đồng XRP. Trong tuần vừa rồi thì XRP đã có một cái cú bứt phá, phải nói là tương đối là ngoạn mục, và đã đạt được cái mức giá đỉnh cao nhất là 1.5 đô. Và chỉ trong 2 ngày cuối tuần thôi thì đồng coin này đã có mức tăng trưởng lên tới là 40%.
Và đây là lần đầu tiên sau rất là nhiều năm mới có thể trở lại được cái mức giá này kể từ năm 2018. Thì cùng với cả cái đà uptrend rất là mạnh của XRP thì những cái chỉ báo ví dụ như là Stock RSI hay là RSI cũng vẫn cho thấy cái xu hướng tăng trên cái đồng coin này. Tuy nhiên thì sau khi tăng trưởng rất là mạnh thì đồ thị của XRP đang có cái dấu hiệu là bị cản lại tại khu vực là 1.37 đô la. Cái thanh nến ngày chủ nhật là một cái thanh nến pin 3 rút dấu rất là mạnh và đóng cửa ở bên dưới cái khu vực này. Ngoài ra thì đồ thị của chỉ báo RSI hay là Stock RSI thì cũng đang có cái xu hướng là đi ngang tại cái vùng quá mua. Và đặc biệt là đồ thị Stock RSI thì đã có cái dấu hiệu giao cắt downtrend xuất hiện. Những cái tín hiệu này cho thấy là XRP hoàn toàn có thể xuất hiện cái sự điều chỉnh ngay tại cái khu vực này. Kể cả ở trên khung H4 ấy, thì giá của XRP cũng đang trong cái mô hình tam giác với cái cạnh dưới là một cái vùng hỗ trợ rất là cứng. Và cái việc giá XRP điều chỉnh sau khi tăng mạnh là cái điều mà mình nghĩ là rất là dễ hiểu. Và cái điều chúng ta đang kỳ vọng là giá có thể là tạo ra một cái vùng hỗ trợ mới ngay tại cái mức giá 1 đô để mà có thể đảm bảo cho cái sự tăng trưởng dài hạn của cái đồng coin này. Hiện tại thì với XRP thì mình đang quan sát cái tín hiệu tại cái vùng giá là 1.29 đô, và nếu như mà giá của XRP có thể bật lên từ khu vực này thì đây sẽ là một cái vùng hỗ trợ rất là tốt. Và trong trường hợp nếu mà nó phá qua thì các bạn có thể đặt những cái lệnh mua tại cái vùng giá là 1.16 hoặc là một thấp hơn là 1.08. Thì như thường lệ thì đồng XRP là một cái đồng coin mà các bạn đều biết là nó sẽ có những cái đợt pump dump rất là bất ngờ. Và thường thường đi kèm với những cái đợt pump dump này là những cái thông tin được tung lên trên thị trường, đúng không ạ? Đây tầm 1-2 tháng chúng ta đều biết là XRP bị dìm giá xuống tầm 0.2 hoặc là 0.3 đô bởi những cái thông tin rất là xấu. Và thời điểm đó thì rất là nhiều bạn không tin tưởng vào cái dự án này, nhưng mà các bạn thấy là sau chỉ 2-3 tháng sau thì giá trị của đồng XRP đã tăng đến tầm 1.3-1.5 đô la. Như vậy là x gần tầm khoảng x6-x7 lần so với cách đây chỉ tầm có 2-3 tháng thôi. Và điều đó thì nó lại nói lên được một cái đặc tính của cái đồng coin XRP, và chúng ta lại cần phải nhắc lại một cái điều nữa, đó là chúng ta không nên đầu tư theo những cái thông tin FOMO ở trên thị trường, mà chúng ta cần phải có cái sự trải nghiệm với đồng coin đó và chúng ta biết được cái quy trình, cái cách thức nó hoạt động như thế nào thì chúng ta đầu tư nó mới có thể có cái hiệu quả cao được, đúng không ạ? Ok, đó là những cái thông tin mà mình muốn chia sẻ với mọi người ở trong cái video ngày hôm nay. Thì hy vọng là video sẽ đem đến cho các bạn những cái thông tin hay và hữu ích. Trong thời gian tới, thị trường nếu như có bất cứ cái sự biến động nào thì mình sẽ có những cái video để update cho mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video ngày hôm nay và xin hẹn gặp lại mọi người ở các video sau. Xin chào.